Về việc hành trì trú lăng nghiêm, một, không luận là tịnh hay bất tịnh đều có thể mang theo trú lăng nghiêm trên người. 2. Người chưa được phép vào mạng Đà La nhưng khi đeo trú lăng nghiêm hay đọc trú lăng nghiêm thì như đã được vào mạng Đà La. Chỗ này rất đặc biệt mà ít ai giảng rõ. Được vào mạng Đà La tức là đã được nhận quán đảnh và được tu học theo mật pháp. Nhận quán đảnh để được vào mạng Đà La là một chuyện vô cùng quan trọng đối với người tu học. 3. Trú lăng nghiêm mọi người đều có thể niệm, chứ không phải chỉ người xuất gia được niệm, người tài gia không được niệm. 4. Trú lăng nghiêm có thể niệm thầm hoặc niệm ra tiếng, niệm lớn hoặc nhỏ, tùy theo chủ ý và hoàn cảnh. Quan trọng là luôn nhớ niệm, hành trì, chứ không phải thời gian hay địa điểm. 5. Tu trì trú lăng nghiêm nói riêng và các mật chú khác nói chung thì nên cẩn trọng, ẩn mật, chớ làm màu mè cho người khác thấy nghe, trừ khi có việc cần kiếp. 6. Nếu khuyên ai niệm được trú lăng nghiêm thì khuyên họ niệm, nếu họ không niệm được thì gieo duyên cho họ trú lăng nghiêm để đeo trên người. 7. Phát hành trú lăng nghiêm, khuyên người niệm trú lăng nghiêm, bản thân niệm trú lăng nghiêm hay mở trú lăng nghiêm trong nhà đều là giúp cho Phật pháp trường tồn. 8. Ma quỷ rất sợ người niệm trú lăng nghiêm, người không có trí tuệ, tà kiến sâu dày thì bài xích trú lăng nghiêm. Nếu thấy ai khuyên mình không nên niệm trú lăng nghiêm hay bài xích trú lăng nghiêm thì nên tránh xa họ ra và nên cầu nguyện hay hồi hướng cho họ. Vì bài xích hay khuyên người không niệm trú lăng nghiêm chính là biểu hiện của việc chấm dứt Phật pháp. 9. Người tu theo truyền thống nguyên thủy có cái nhìn riêng của truyền thống đó, nên nếu cái nào không thuận tai để nghe thì không nghe. Trong truyền thống nguyên thủy, Phật có dạy các bài kinh hộ trì, đây cũng như một dạng mật chú, mật tông hay kim cang thừa, các bài mật chú cũng tương tự, chỉ có điều cách thức khác đi một chút. Mình tu theo truyền thống nào thì hãy hiểu cho sâu chắc truyền thống của mình, chớ bài bác những gì không nằm trong sự hiểu biết, vì việc đó chỉ tạo nghiệp bất thiện. 10. Tu trì thì chớ nên lơ là, tâm nghĩ đến trú lăng nghiêm và dụng công liên tục. Lúc khởi tâm niệm, nên nghĩ rằng vì lợi ích của việc tụng chú này mà nguyện cầu cho tất cả những chúng sanh hữu hình hay vô hình thấy nghe đều được lợi ích. Dùng tâm từ bi mà niệm, như vậy sẽ bình an, cũng không gây phiền hà cõi quỷ thần. 11. Theo kinh nghiệm tu trì, nếu niệm chú lăng nghiêm mà thấy mình nóng tánh lên hay những người xung quanh mình thay đổi theo cách khó chịu thì hãy kiêm thêm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cho điều hòa và dịu lại. 12. Khi niệm chú lăng nghiêm, có rất nhiều kim cang tạng vương Bồ Tát hộ pháp đến lắng nghe và bảo hộ, thì niệm chú lăng nghiêm người bạn phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. 13. Chú lăng nghiêm tiếng Phạn, tiếng Hoa hay phiên âm Hán Việt như trong kinh Nhật Tụng đều có tác dụng và năng lực như vậy, chớ phân biệt. Tác dụng ở chỗ chuyên nhất, dụng công và phát tâm Bồ Đề, ngữ âm khác nhau không quan trọng, âm thanh của tâm là một. 14. Vì sự trường tồn của Phật Pháp, vì sự an lành cho gia đình, xã hội, đất nước và pháp giới, hãy phát tâm niệm trú lăng nghiêm. Nếu không có thời gian niệm, thì mở trú lăng nghiêm trong nhà. 15. Người bị bùa ngải thư ếm hay có vọng nhập trong người rất khó niệm trú lăng nghiêm, vì khi niệm sẽ không chịu nổi. Nếu không thể niệm trú lăng nghiêm, thì hãy niệm Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm thật nhiều lần và cầu nguyện cho các bùa ngải, các vong linh theo mình được siêu thoát. Hãy cầu nguyện với tâm từ bi. Những người dùng trú lăng nghiêm để trị bệnh hay giúp người khác thì nên dùng tâm từ bi mà niệm. Từ bi chính là tấm áo giáp và cũng chính là có thể hóa giải tất cả. Nếu dùng tâm sân hận, muốn chặt đứt tất cả những bùa chú xấu ác mà niệm, thì khi niệm xong tâm mình dễ nóng giận, lại dễ sa ngã vào quỷ thần đạo. Lam Sơn Trang, ngày 12 tháng 3 năm 2021. Ha ha ha,